Các ông này phân phát cho dân chúng
mọi người đều ăn no và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh hồ. Số người ăn là 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ. Kiếp nạp đến 5 tấm bánh và 2 con cá cho 5.000 người ăn no, thể hiện lòng thương yêu và quyền năng của Chúa, đồng thời báo trước việc Chúa lập phép thánh thể. Lời Chúa là bánh ban sự sống, có sức mạnh và quyền năng đổi mới con người. Thánh thể là sự hiện diện của Chúa Giêsu cùng sống và đồng hành với mỗi người chúng ta trên con đường dương thế. Lạy Chúa, xin cho gia đình chúng con biết yêu mến Chúa Giêsu thánh thể, vì chính nơi ý định thánh thể, gia đình chúng con sẽ kín mốc được những ơn lành cho từng người và cho cả gia đình. Amen. Lạy Cha, con ở trên trời, con nguyện thiên Cha ban sáng như Cha chỉ đến ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay ơn thờ hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng yêu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chúng con và toàn thế giới đại lòng chi thánh là
của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng thế hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng thế hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng thế hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót chúng con trong cậy nơi Chúa. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót chúng con trong cậy nơi Chúa. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót chúng con trong cậy nơi Chúa. Lạy Cha của Cha, mặc dầu tội lỗi con có lớn và sự sốc phán thì quá nhiều, con vẫn kinh thán và lòng thương xót của Cha, bởi vì Cha là Đấng xót thương từ xưa tới nay. Chưa từng nghe có người nào kinh thán vào Cha mà bị thất vọng. Lạy Cha từ bi, lạy Chúa Giêsu là ban chi kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là Thiên Đàng, là Đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền giữa biển hoang mang khi ngài. Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của Chúa biết sự yêu mình của
Lạy Chúa Giêsu, từ nay chúng con xin hoàn toàn tâm hiến cho Chúa, trong bàn tay từ ai Chúa, chúng con dâng hiến trọn vẹn quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, từ nay xin Chúa hãy chăm sóc, bảo vệ cho đời nhiệm tên
Chúa đứng nguồn nước.
Để